Các bạn đã đến với Anh Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mở một món đồ chơi mới nữa, đó là một trò chơi bán kem. Ở đây có kem, kem phủ, kem vani phủ chocolate và kem rau tươi và kem cà lem. Ở đây có một em bé đang chơi. Và đây là mặt sau. Có giới thiệu cách chơi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở ra thôi. Yeah. Bây giờ mình sẽ phụ kiện đồ chơi ra nha. Không biết có gì đây. Wow, đây phụ kiện nha. Đây có tiền nữa. Và đây là cái bát nhà. Còn đây là một cái bể bán kem. Và đây là gì đây? Đúng rồi. Lấy chị. Bao nhiêu tiền vậy chị?
chào các bạn, mình là Christoph. Hôm nay mình rủ anh Na đi ăn kem ở cửa hàng của anh đó các bạn. Rồi, mình đã đến quán của anh rồi nè. Chào anh. Chào cậu Anna và Christoph. À, tụi mình đi mua kem đó. Yeah. À, cho mình một cái kem bạc hà. Còn Anna, em muốn ăn gì? Em muốn ăn kem sô-cô-la. Đi xong mình sẽ lấy kem cho Anna trước. Nha. Bây giờ mình sẽ làm kem cho Custard nha. Được rồi, mình sẽ để đây. Đây cho cậu đây Custard. Cảm ơn anh. Không có gì. Đây. Cô chủ ơi, tính tiền cho mình đi. Được thôi. Bao nhiêu tiền hả? 20 ngàn ạ. Rồi cô chủ lấy tiền cho mình nha. Lấy đúng tờ 20 nha. Đây tờ 20 đây. Chúc mừng các anh ngon miệng nha. Cảm ơn rất nhiều. Tôi tặng cho một cái bong bóng nè. Rồi anh à ơi, cô chủ tặng cho bong bóng kia. Wow, thích quá, đi ăn kem mà còn được tặng bong bóng nữa. Đây. Cảm ơn cô chủ nhiều lắm. Không có gì. Stop!